này Linh này. Ba không biết gì hết. Cái gì? Thấy rồi. Thấy cái gì? Tao không thấy gì luôn. Cái này nó bị gì vậy nè? Cái game chị cập nhật gì á? Chết luôn rồi, đâu biết cái này là cái gì đâu. Ừ. Tao cái trình cập nhật phần mềm á, cập nhật phần mềm á. Không phải đâu, mật khẩu gì á. Người ta không mặc ấy thì người ta mặc đồ bình thường, miễn sao người ta ship tới cho mày uống thôi chứ. Đồ tưởng ai còn đâu ra lấy đâu. Cho người ta kêu ai chơi. Kêu gì? Em ơi cái nước tùm lum lum. Kêu tùm lum lum hả? Em đang nằm đây nè. Em thấy cái xe đậu đó rồi mà em tưởng ai. Thấy lạ. Chị Bi nói đặt chim cối ra đưa chim cối rồi đó. Biết rồi. Bên có like chứ. Ừ. Chim cối đặt đây chú chợ mua đừng đặt ha. Ai biết. Chị tao thích đặt. Ôi mày mắc cười quá à. Tao thích uống chỗ đó tao đặt. Sao tụi mày lạ quá à. Là cái anh chú chơi cái này sao á. Lý tờ mày không có được cái chứ. Mày đi mày tung tin đúng không? À không tưởng định nó thấy ngồi sát bên người. Ủa nó cũng thấy nè hả? Ừ. Hết chà. Thấy Thảo Ly nha. Thấy nha mọi người ơi. Tao có tình yêu rồi đó. Ghê vậy. Tao có đâu. Tao có đâu. Có một. Còn đau lòng. Còn đau lòng mà. Đau lòng quá đi. Tao có gì một. Chị lên đây nha. Mọi người. Mọi người đợi em xíu nha. Ai vậy? Bên bãi đúng không? Hello chị Liễu. Chả cái gì? Ôi, mới sáng. À, gì? Quên. Linh ơi. Cái quy chữ không à? Chị
chị Bảo Chân vô tiền nha. Đóng của chị Bảo Chân, chị Bảo Chân là đi xe trước 3 giờ. Với lại chị Hạt Giấy, chị Hạt Giấy để riêng đi xíu nữa, bả lựa thêm cái gì thì để đi chung. Nay có gì chị? Nay có tà le hết. Sơ mi cái mặt đó nè. Bộ sơ mi này to nha. Sơ mi không mọi người? Rẻ hả mọi người? 50 rồi. Chị Bi nó bảo gì chị Bi? Bảo Trân. Hạt giấy. Bảo Trân đây nè. Áo sơ mi. Áo sơ mi 55k thôi mấy chứ. Áo sơ mi 55k mấy chứ. Rồi sao lấy? Thì nó vẫn ở đấy nguyên vậy thôi chứ hồi sau lấy. Bây giờ lấy chỗ bà 3 giờ ra. Đó. Thì cũng cũng ấy thôi, cái này có liên quan gì đâu. Thì cũng nằm như vậy vậy thôi. Ai lau sơ mi em mặt không bà con? Chị là ý là bỏ riêng, là bỏ riêng cái like ông nội ơi. Là hồi bà lấy trên like á, bỏ riêng. Ừ. Có lô áo kiểu, có áo kiểu luôn. Có áo kiểu luôn. Ủa sao mi mặc 55k đẹp quá mấy chứ, em lấy mấy chứ. Quá trời đẹp luôn mấy chứ. Sơ mi tơ nha. Hàng đẹp ghê luôn á. Cho cái gì vô em. Cái gì vô lại mà. Cho
bộ nữa thôi. Em không bán lẻ nha Nguyễn Hoàng Tân. Cho nó yên nằm. Bộ thái đại nha bà con. 79k. Thái đại 79 nè. Thái đại 79. Mới thôi mấy chứ. Ba rồi. Một cục củ màu. 79. Vàng cho lưng đổ. Cái Minh Tiết 79 em thấy hơi chết. Minh Tiết 79. Rồi ai nữa? Lưng đổ 50 vàng. Lấy 5 cái cho lưng đổ. Chế Bích Nhiên vàng. Bỏ 5 bộ của Chế Bích Nhiên ra đi. Cái váy hồi nãy lấy 10 nguyên đi. Gạch 5 cái váy ra đi. Rồi lấy 10 nguyên cho Chế Bích Nhiên. Em mới cầm Burberry ha. Em biết hơi chết. Burberry. Cái Burberry như ta tài. Burberry ngố. Burberry nè. Chị Luân đổ 5 5 Burberry không vàng cho chế Luân đổ. Số 2, số 2 mới chế. Rồi cái màu đỏ nó hơi cháy nha. Cái con này là ơn màu nha. Số 2. Tại vì nó chá quá cái không nhìn thấy được cái thằng em đó. Được 2 mẫu không chứ được 2 mẫu mới. Số 2 nha. Okay. Số 2. 79k. Đây cái này cũng số 2 giùm em. Số 2 chứ mình tiếp 10. Thank you.
lên cũng mới có một chút mà bộ váy đùi với lại bộ thái ngố áo. Đây áo mẫu này đây, em đăng like là mẫu này 47k, 47 nha chứ chỗ nào mà. Hello Su 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 xinh đẹp. Em có nón không em? Có chứ, nón có 25k chứ, nón có 25k mọi người ơi, có nón có vú luôn. Số 7 mọi người, số 7 này có mút ngực luôn nè. Số 7 nha, có dây kéo hơn sau lưng nha. Có mút ngực, có dây kéo sau lưng. Số 7 mày đội làm kéo kìa. Mày đứng mày đội cái lên mày làm mẫu hả? Số 7 bông tím luôn. Này có dây kéo nha bà con, ngân 5 cái. Mày giờ mặc mày nghĩ mua luôn. Số 7 nha bà con. Rồi cái này xinh lắm luôn á bà con. Số 7 nha. Dây kéo sau lưng nè. Con này nó to rộng rãi. Số 7 à, chị luôn đổ 3 gấm hồng 3.
số 8 nha bà con. Ủa cái chất này đẹp lắm luôn, có dạng sau lưng nè. Số 8 nha, lấy mô này của mình số 8 đi nè. Số 8.
ngon luôn nha. Số 9. Cái này là gì đây? Chung nè. Em mang qua cho chị coi đi. Cái size nhỏ với cái size lớn luôn. Số 9 là chế. Em chế. Số 9 là chế. Giới cái áo em đang mặc không chế. 55k mà hàng đẹp lắm chế. Hàng to đẹp luôn á. Chế nó đen không à, nó chỉ bị lộn vô cái hai cái nhỏ thôi.
lộn vô vậy thôi nè. Đó, à, lấy đi. Lấy 20 cái cho chế liễu đi. Lấy lại nguyên cục vậy đi. Nên nhìn thấy nó có một mẫu một á. Cho chị mẫu 5 cái đi Giang. Chế liễu mẫu 5 cái. Chế liễu mẫu 5 cái. Và chế 40 cái. Ngân 10 cái. Đi lại đi. Chế 40. Chế 50 luôn đi chế. 50. Chế liễu mẫu 5. Chế liễu mỗi mẫu 5. Thì tiết chung 5 yếm. 5 yếm em lấy cái nào cũng được ha chế. Cái nào chắc cũng đẹp. Tiết chung 5 yếm. Rồi còn ai lấy yếm không bà con? Thôi thôi mẫu nào chưa có lấy chế liễu mẫu 5 đi. Lấy chế liễu mẫu 5 đi. Rồi đó, phải ra ngoài đó tỉ thử đi. Mà chắc đẹp thiệt. Ôi cái chất này đó giảm bốn chiều luôn mọi người. Đi ngoài đi. Áo mới chết. Ai lấy mẫu áo này cầm mình số 2 mà em. Áo số 2 nha, lấy mẫu này cầm mình số 2. Số 2, số 2. Rồi. Nhiều mẫu không gian hỏng nhiều mẫu lắm đâu ha. Chắc cũng tầm được 4 mẫu á. Tầm được 4 mẫu nhiều á. Số 2 đấm hồng 3, ngân 5. Ủa, nó này hả Linh? Nó này hả? Ừ. Nó này hả? Nó này hả? Nó này hả? Đấm hồng 3 hả? Lựa chiều nay đi nha. Dạ ok chết. Đấm hồng 3, ngân 5. Yếm giá sao chị? Yếm 38k. Số 2 cầu em. Cầu thì cho bé cận 5. Rồi số 1. Số 1 có dây kéo sau lưng nha bà con ơi. Số 1 có dây kéo sau lưng nè. Số 1, số 1. Cho chị lại cái mẫu mẫu này mẫu quán nha đúng không? Bé cận còn được 2. Bé cận còn được 2 cái nha gái yêu ơi. Tiếp chung hết số 2 rồi. Số 1. Số 1 cũng vậy. Số 1 được xíu à. Số 1 gấm hồng 3 nè, vậy là có gấm hồng với ngân à. Số 1 này được hết là gái yêu thương nhỏ không có thôi. Số 1 nè, gấm hồng 3 có đen nè. Gấm hồng 3 nè, ngân còn được 4. Rồi có 2 người có thôi, có gấm hồng nhân ngân thôi mới chết. Rồi cái mẫu váy này có ai chưa có không mới chết, 65k nè. Ai chưa có thì cầm số 6 giùm em nha. Số 6 một chục quần nào quần có túi đó. Quần váy không bán lẻ nha anh Bùi á, một chục quần nào nhé. Số 6 Chứ Minh Tiếp Chứ Minh Tiếp như có rồi đúng không? Có rồi gì á, nãy lấy cái này là em like lại mẫu hình như Chứ Minh Tiếp lấy hai mẫu ngố gì à. Mẫu này Chứ Minh Tiếp có lấy chưa nha, tại vì em like lại á. Số 6 cỏ dại 5 chứ Minh Tiết 5. Có dại nè. Rồi số 7, số 7. Rồi. Trời ơi, số 7 được 3 cái thôi. Cỏ dại 5 Minh Tiết 5. Em không nhớ nha chế, em không nhớ chế có lấy chưa tại vì hai mẫu ngố là chế có lấy rồi, còn em không nhớ đâu, chế tự nhớ giùm em. Em không nhớ tại vì em thảy vô trong đống giờ em không coi của chế được đâu. Chế tự nhớ giùm em đi, em chưa lấy nha. Em chưa lấy cho chế. Thôi dạ hơi ngân của chế Minh Tiết đi. Em không nhớ tại vì cái em like lại mẫu. Cũng người nào tự người đó nhớ chứ em không phải nhớ hết được đâu bà con ơi. Số 7 cỏ dại, cái số mi. Cỏ dại. Số 1. Số 1, số 1. Số 1 nha bà con. Tượng vô trong lấy mấy cái mẫu ngố mà. Ủa sao em chọn luôn em? Ngố một màu á Tường. Số 1 Phương Thảo. Lên nó đi. Số 1 Phương Thảo trước rồi Ngân ơi.
mỗi đầu năm còn chưa là mới chào. Là mới chào. Vô cái ngân. À lên. Trời nó ngân luôn. Áo mới chết 47k nè. Cái này em like lại mẫu nha. Chế nào lấy mẫu này thôi nha chế. Số 7. Quần nó chưa có đâu chế. Quần nó mới chào mẫu thôi á chế. Quần nó mới chào mẫu rồi chế ơi. Đây nè số 2. Chế nào lấy cái mẫu này comment số 2 giùm em nha. Cái này em like lại mẫu á. Số 2 đủ màu nha chế ơi. Thấy chế anh Bùi nha. Thấy chứ anh Bùi. Số 2 này chết. Chứ nào lấy mẫu này comment số 2 giùm em. Số 5. Số 5 chứ ơi, chứ nào lấy mẫu này comment số 5 giùm em nha. Số 5 được mấy cái này chứ, 5-6 cái nè. Số 5. Số 5 của Phương Thảo nha. Phương Thảo nè, Tường ơi. Số 5 hết rồi, chế Lương Tổ ơi, Phương Thảo trước. Cái nào vậy chế? Số 5 hết rồi mấy chế ơi, số 5 hết nha. Cái này mỗi mẫu nó có 1 cục thôi à. Mỗi mẫu nó có 1 cục thôi mấy chế. Số 5 hết rồi bà con ơi. Số 2. Chế nào lấy mẫu này comment số 2 giùm em nha. Tại sao cái gì kéo này chế. Số 2. Số 2 cũng được 6 cái luôn nha. Ai có trước thì có nha. Số 2 của Kiều Ngân còn 6 cái lấy giùm em chế. Chế Phương Thảo sao nha chế ơi. Kiều Ngân trước nha chế. Số 2 hết rồi mọi người ơi. Số 2 hết nha. Số 8. Chị kéo bằng sao nha. Số 8 chứ nào lấy comment số 8 giùm em. Số 8 được 4 cái. Số 8 này chứ ơi. Bây giờ mỗi mẫu nó còn được 2 cái 3 cái nè. Có chế nào gom không? 5 cái. Số 8 2 cái cho Ngọc Nhi. Nghe đó đó Tường. Số 8 đẹp gì mới chết. Số 8 4 cái cho bé Cặn. 2 cái cho Ngọc Nhi, 4 cái cho bé Cặn nha. Rồi là hết rồi đó. Được 2 người thôi nha chết. Bán 1 cái rồi má sao không nổ bây giờ. Gì nói giùm bé số 9. Số 9. Cho lấy con số 9 giùm em. 47k chứ Ngọc Lan ơi. Số 9 nhưng mà em không bán lẻ nha. Dạ con đó kìa. Chế nào lấy cái mẫu này comment số 9 giùm em. Số 9 của Phương Thảo nè. Số 9 của Phương Thảo. Số 9 hết rồi mấy chế ơi. Số 5. Chế nào lấy mẫu này comment số 5 giùm em. Số 5 em cũng được mấy cái luôn. Số 5. Số 5 đẹp đi chứ. Áo chi chứ. Áo này chị hãy vô á. Số 5 mà số 5 bé Cặn 4 cái nè. Hồi hỏi lại người ta đập 1 cái nha là xăng máu. Hả? Của em đó. Sắp chết rồi. Càng nó xa chạy. Sơ mi chế ơi. Sơ mi 55k. Chân Linh cái cục quần kia Linh bán lại ơi. Sơ mi 55. Ngoài à. Cục quần á. Có kìa. Đâu. Sơ mi này chế 55k. Cái này hình như là màu hay sao. Đen đâu. Sơ mi 55 chế. Sơ mi này chế ơi. Có 55k à. Sơ mi 5 chứ. 5
gỗ nè. Nó có màu không vậy hay có một màu trắng có nha? Màu trắng à. Được một màu trắng nha. Làm hay sao? Vô trễ. À em like nãy giờ cũng được mấy lô hả chứ? Chế coi lại thì em cho chế coi. Năm cho lưng gỗ. Giá 55k. Sơ mi mới chết. Quần luôn chớ ơi, quần à. Quần 39k. Em được L, M. Một ít với lại hai ít nha. Đủ màu. Sơ mi hai cái cho Đinh Trang. Quần này chơi. Đây. Quần đẹp lắm chớ ơi. Có 39k hà. M, L, một ít với lại hai ít chơi. L, M, một ít hai ít này chơi. Đẹp lắm nha. Là size L nè. Sang L này chứ, cái này nó có được đủ màu nè. Chứ nào lấy cái minh quần dùm em 39k hoặc là cái minh 39 cũng được. 39 chế ơi. Quần này chế 39k. Nhiều màu nha. Được nhiều màu. Cái này là nữ chế. Quần nó nữ á. Chắc đẹp lắm, có 39k. Số 5 được 3 cái. Số 5 nha chết. Áo 47k số 5. Đó. Có dạy. Có dạy trước rồi chứ ơi. Số 6 được 3 cái luôn. Số 6. Số 5 hết rồi bà con ơi, số 6 đi. Số 6 nè. Chứ nào lấy comment số 6 giùm em. Số 6 nha. Ủa có rồi đây rồi. Số 1 được mấy cái luôn. Số 1 nha.
đi màu đen dơ lên nhìn không thấy à. Một ghi nó có 3 cái. Đen nhiều quá. Cái này đen nhiều nha chơi. 39 ca chứ. 39 ca. Đây, vú nha. 39 39. 39 ca. Size 36 38 40. Size 36 38 40 chứ. 36 38 40 nè. Cái chất nó mềm mịn. Cái chất này nó mềm mịn lắm nha chứ ơi. Đen nhiều. 39k hả chứ. 3939 nha, chứ nào lấy con số 39 giùm em. Đây cái đây. Sơ mi số 8 chứ ơi. Số 8 nha. Số 8 được 2 màu hay gì á. Hai màu số 8. Số 8 cho lấy con số 8 giùm em. Áo kiểu á. Số 8 cơm đỏ. 2. Có màu đen này nữa gì mà bạn cho một cái. Cái tao đang mặc nè. Số 3 chơi. Số 3. Kiếm cái màu này thì không ra. Em được 3 cái. Cái tao đang mặc đi ra liền. Số 3. Cái nữa. Cái nào lấy con này cũng số 3 giùm em. Dạ chế.
cái gì mà nó chạy ghê vậy? Ừ, nó chạy mà tự sập nhà luôn á. Đinh Trang à, bé Đinh muốn bộ lụa rồi nè. Rồi chế lông đỏ ra, chế lông đỏ là cái bộ này em lấy 10 nha, bộ lụa này 10 nha chế. Số 3 59 10 cho Ngân. Số 3 này chế ơi, chế lấy mẫu này comment số 3 giùm em. Số 3 ủa, con mờ hả? Trời đất ơi. Nè. Em có cục áo lộn xộn nè. Cục áo lộn xộn nè mọi người ơi, có chế nào lấy không? Cái nào lấy comment lộn xộn giùm em đi. Đâu rồi? Cái này hả? Em lấy cái đó số 3. Ngân 59K10 là Ngân lấy cái nào Ngân? Cái con bò, cái chữ LV này hả Ngân? Này vô lên hỏi Ngân phải cái này không? Chơi à, chơi ơi, chơi lấy mười, cái này đúng không? Bò 10, lộn xộn, lộn xộn, chơi ơi. Mười con bò này của Ngân nè. Lộn xộn, chứ nào lấy cục này có mình lộn xộn giùm em nha. Áo kiểu lộn xộn này chứ. Alo. Em lượm cục. Dạ phải à. Cái này đẹp lắm nha. Lộn xộn. À rồi, có gì chị sẽ lấy nha. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh. Áo 35K chế 35. Cái nào lấy comment số 35 giùm em nha. Áo 35K một chục đủ màu. Một chục đủ màu chứ ơi. 35. Còn nó mà nướng ngay trời. Nướng quá. Thôi. Rẻ không. Ăn. Ai mà bị áo năm có đen. Áo năm phải quá áo ai đi. Nhưng phải cũng lai. Cũng lai mà kiếm chị được cái đó chứ. Đang muốn đi cái quà cho còn muốn quen hay còn gì. Đấy, con dùng mà bắt dính cái lưới trời. Ai chỉ mày đó. Ăn hết không quen. Số 6. Số 6, 59K chế, cái này đủ màu nha. Số 6 có túi luôn này chế. Ăn cơm nhâm biết chơi, mày về lúc nào không trời. Số 6, chế nào lấy mẫu này comment số 6 giùm em nè. Lấy hết áo 35K. Lê Cẩm Tú. Hú hồn. Số 6. Lê Cẩm Tú làm hú hồn. Là sao là sĩ? Sĩ hay sao? Áo 35 em nhiều mẫu mà số lượng nhiều lắm Ngư ơi. Ngư muốn lấy nhiều. Số 1, áo 35K. Áo 35K 1 ri, à thà là 1 ri. Tặng cũng không sâu. Chứ đừng có lấy hết. Lấy hết là ghê lắm, nguyên trại lận. Số 1, chứ nào lấy cái này có số 1 giùm em. Ở bên em báo sĩ đi lên. Trời ơi, bên em á, sĩ là cọc trước 500K mới được lựa hàng nha. Đơn hàng ít nhất là 40 đến 50 bộ nha chế. Chuyển khoản hết em mới đi hàng nha chớ ơi. Số 1 lân đổ 5 có đen. Số 3. Chế lấy mẫu này cho mấy số 3 giùm em nha. Số 3 này chế 59K. 59 số 3. Còn được mấy bộ con bò này chứ. 59K. Mày thấy cái con mà thấy đâu này. Số 3. Đủ màu là còn mấy bộ này hả? Lên 3 bộ. Hết luôn. À cái này đừng nói luôn hả? Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 màu. 7 màu nha chứ lông đỏ ơi. Cái bò đó. Đi a chứ ơi, 79K. Thằng Thái con to này chứ. 7979 nha, cái này là phối quần sọc. Cái chữ Dior là thiêu nha. Đây. 7979. Rồi ok chế. 79K. Chục đủ màu chứ ơi. Dior. 79.
giùm em 35k. 35 số 2 chứ. Số 2 chụp Lê Cẩm Tú chưa có cọc, em chưa cho lựa sỉ nha người ơi. Cái áo vú á, lấy 30 cái cho cái dùng dao. Ok. Rồi em được hai cái áo sơ mi này chớ ơi, 47k. 47 hai cái. 47 chớ ơi. Lộn xộn nữa nè, có áo cục áo lộn xộn nữa nè chứ. Cái nào lấy áo lộn xộn ha. Chết. Bộ dài 59k, một chục đủ màu. 59 59k chứ nào lấy cái số 59 giùm em. 47. Sơ mi 47. 47 là nè. Đó, hai cái sơ mi nằm ngoài đó đó. Hai cái này hả? Chị 47 sơ mi của chị Xuân Thùy trước rồi. Có cục lộn xộn nữa đó. Cái gì? Cái gì? Ai hỏi gì vậy? Ai mới hỏi gì á? Vú hả? Vú vú 39. Vú 39k. Vú 39k Thiên Phúc 59k bộ. Chị Luân Đỗ 59.5. Nè lấy cái kia kìa em ơi. Ủa. Cái này mà 59 hả Linh? 59. Ai lộn. 69k. 69 nó mới chớ ơi. Bộ đó 69k em lộn. Rồi, chế nào lấy báo lại giùm em. Báo lại giùm em nha. 69k. Rồi áo này số 2 này chớ ơi. Số 2. Áo vú có size 36, 38, 40 mà size 36 thì nhiều hơn. Nó chỉ có hai màu, màu đen và cái màu hồi nãy like thôi. Hai màu đó thôi em ơi. Số 2 chế nào lấy vú. Chị Xuân thì lấy 20 vú. Ok chế. Vú 39. Chị Xuân Thùy 20 vú. Đây nè chứ ơi, 69k đây, có lộn nha. Đây không có ghi lên trên đó, ghi cái giá rồi làm sao người ta bán được. Cái bịch đó là cái túi zip mà. Mày đi mày đè 69k chứ ơi, chứ nào lấy comment lại giùm em nha. Em đi lộn nha. 69 này được. 69. Không có ghi giá. Một á là hàng hàng mà hộp với lại hàng túi này là không được ghi giá lên. 69 nè. Xuân Thùy 69.3 bộ cho Thiên Phúc. À, có nè, nãy tao mới thấy đâu đây có. Áo không mới chết. Huyền Ngọc, em không bán lẻ nha chị Huyền Ngọc ơi. Số 3 em được 3 cái luôn. 3 à. Cái, 3 cái. Cái này coi còn màu không Tường? 4 màu nè. 3 cái này chứ ơi. Được 4 màu nè. 47k, 3 cái, 3 cái. Số 3, gấm hồng 3 cái. Được mấy cái? 4 cái. Trang. Trang được một cái à Trang ơi. Trang này sẽ có mấy chị. Ờ. Vàng. Vàng chưa. Sao chị ta cái mẫu này đẹp mà chết. Số 5 nè. Chứ nào lấy mẫu này cũng số 5 giùm em. Hết số 3 rồi, số 3 em được ít xỉu. Số 5. Số 5 nè mọi người ơi, số 5 nha. Cái mẫu xanh đó lên mẫu đó đó.
giùm em nha, 473 chết. Thứ 6. Cái này thiêu luôn nè. Thiêu luôn nè chết. Lộn xộn bé cận. Số 1. Cái gì ta? Lai lại cái mẫu váy á. Cho Trang có lấy không? Số 1.
là nhiêu đây chị? Đùi á hả? Số 1 đùi nha. 59. 59k chế, cái này đùi xịn nè chế ơi. 59k số 1. Không có thấy Phan Hà. Ủa sao kỹ ta? Số 1, số 1. Chứ nào lấy cái số 1 giùm em. Ở cái váy đâu, váy đâu? Không có trong đây nè. Cái bộ váy á. Ngoài. Đâu Phan Hà comment lại coi. Em comment số thì chế không có thấy em comment số nha Phan Hà. Chị chỉ thấy hai lần em hỏi chế là có thấy em không thôi. Chị luôn đổ số 13. Ồ chế ơi. Một màu hả, lên một màu. 85k chế. Ok bé cận. 85k nha. Bộ găng đùi này chế 85k. Được hai màu, màu đen với lại màu nu. Màu đen màu nu nha. Màu đen màu nu. 85k. Em được hai màu. Chất váy không chế 65k. 65 nha, một chục đủ màu chế. 65k nè. 65. Xếp váy Trấn Thành 59k một màu. Một màu nha chứ ơi, 59k. Cái Trấn Thành coi lại hai mẫu ngố ngố mới nhé. Không à luôn. Màu đen. Màu nu có rồi. Có lại. Có cái cục ở trong đó. Cái lại mượn cái vú ngoài đi đi các ơi. Ở trong đó đó. Chục đủ màu, 79k. Thái Đại ấy chứ Trấn Thành. 7979 nha. Có xin bác ghi hình của không em. Riêng em chưa có về hàng chứ ơi. Lô em thẩm em hết rồi. Vài bữa nó chắc có 2-3 ngày nữa. 79 em có hai mẫu mới này chứ. Số 3. Số 3, chứ lấy mẫu này cho mình số 3 giùm em. Nón giá 25k. Số 3. Nón giá 25k, vú giá 39k. Rồi 49k chứ ơi. 49 một màu đen nha. Một màu đen 49k. 49. Không bắn lại. 20 nón nhé chị. Ok. Nón phải đi đâu là kia. Ở đó luôn hay sao là không kia. Em mặc cái gì? Sơ mi 55k chứ ơi. 55, 49 cỏ dại 5. 55 55. Cho nó làm 4 cái nữa tài. 55k chứ. Em Thu Thủy á. Nít mới chị. À ok gái yêu. Có ngố thái phối. Cho mấy cục ngố thái phối 80 chổng ra tà. Vét 3 cái đó tà ơi. Số 1. Vú có size 36, 38, 40. Nhưng mà size 36 nhiều nha Gấm Hồng ơi. Tại vì cái hàng vú này là size to á. 36 nhưng mà vẫn là hàng to chứ không phải là nhỏ nha. 69k chứ. 69 nè. 69k. Áo vét 49 đúng không? Một màu 69k.
Hồi nãy vú ai nói lấy 20 10 mười mấy cái quên rồi ta. Hồi nãy vú ai ai báo chị hình như chị Xuân Thùy đúng không? Tự nhiên quên mất rồi đó. Xuân Thùy lấy rồi đúng không? Đúng rồi. À Thiên Phúc, Thiên Phúc, Thiên Phúc. Thiên Phúc hồi nãy em nói em lấy bao nhiêu vú chứ quên rồi ta. Vú hai màu lấy 15. Cho vét coi lại em ơi. Đùi chứ ơi, em được sót mấy bộ đùi xịn này chứ chị. Mấy bộ đùi nè, em còn sót lại mấy bộ này chứ. Giá như trời. 89k. 89 chứ ơi. Ok Thiên Phúc, chứ thấy rồi. 89, 89 em còn sót được mấy bộ nè. Cái nào lấy cái cho lại cái mẫu vét đi. 89, 89 nha. Mặt chim luôn này chứ. Tại cho lên nói giùm đi. Để chảy nước. Đây 49k nè, vét nè chứ ơi. 49. 49, 49 một màu đen nha. Cái nào lấy cái số 49 giùm em. Ai kêu kìa. Anh ơi. Đầm chứ ơi. Cái nào lấy đầm nhiều nhiêu vậy? 45. 45k. Đầm 45k nha chơi. 45, 45. Chứ lấy cái mình số 45 giùm em. 89 chấn thầm gom. Mấy cái bộ này hả hả lên. À. Mấy bộ à chứ. Ôi, em hết 45 79k chứ ơi. Cái cầm nha, đầm 45k cái cầm nha. Lấy một cái hả gái yêu. 79 79. Đùi kế Minh Tuyết hết rồi. Bét 5 cái em ơi. Cho 4 cái bét nữa. 79k này chứ ơi. Bộ Thái Ngố Đại 79k này chứ. Quần phốn sọc nha. Hết cái đùi đó rồi, kế Minh Tuyết ơi. Ok Trang. Đùi. Đùi. Hai bộ đỏ ổ làng răng. Là răng. Chắc mắt hai, hai bộ đỏ hả Thiên Phúc. Rồi cái cục này Thái này chứ ơi. Còn áo kiểu không? 79k. Lộn xộn nha, cục này lộn xộn. Đây. Áo kiểu. Lộn xộn, lộn xộn 79k chơi. Phối quần sọc nha. 79, 79 nhiều mẫu. 49 nhiều mẫu màu, đùi sọc, Xuân Thùy. Xuân Thùy. Rồi cục này lộn xộn này chế 79k. Chứ nào lấy cho mình số 79 giùm em. Thái nha. Lộn xộn, lộn xộn 79. Áo 47k này chế. 47, 47 nha. Chứ nào lấy cho mình số 47 giùm em. 47k 79, 10 cho Thu Thủy. À
có hai cái mẫu mới kìa, cho Thu Thủy, Thu Thủy có coi hai mẫu mới chưa? Một mẫu này chứ thì mẫu đi nha, 79k này chứ thì thiêu cái này là một Tần mẫu ơi, để đó đi Tần, một chục đủ màu, một chục đủ màu 79k nè, thiêu thủy nè 47 là cái gì đây, 473 áo cái này hả, cái áo nãy mới được em đây nè, 79 chơi. Mẫu này là một cục nha. Thì 47 à. Thì một mẫu 47 nè. Ủa Su Su là ai? Su Su chưa có đơn nha Su Su ơi. Thủy bên em cọc 500k rồi mới được lựa hàng. 79 lộn xộn là cái gì? Cái đó một mẫu chứ không phải lộn xộn, lộn xộn là cái trước rồi. Lộn xộn là của Thu Thủy trước rồi. 79 nè. 79 lấy cục lộn xộn, có cục nào lộn xộn chứ ta lấy có, chị thấy có lộn xộn mà. Con đỏ dài 4 có nu. Đầm chứ ơi, đầm 79k. Con đỏ dài 79. Ờ. Đầm 79k nhiều mẫu lắm chứ. Hàng mango xịn. Hàng mango xịn nha, 79 nha. Cái này em được nhiều hình lắm luôn á. Nhiều hình. Rất được nhiều hình gì nè chế, 79k. Đầm manh gồ xịn nha. Đó. 525. Nhiều mẫu lắm, cái này nhiều mẫu lắm luôn nha. Cà le mẫu luôn nha. Chị sĩ hả, Trung Thì
Xuân Thị hồi nãy là lấy cái gì đây? Rồi chế lựa đi chế. Tại vì có nhiều người mới quá em không biết. Lấy chị đủ màu. Rồi 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 em biết rồi chế Xuân Thị ơi. Thu Thị sĩ cũ lấy chị Thu Thị ba cái đầm đi Tường. Thu Thị ba cái đầm. Chị cũng cân luôn. Rồi cái gì để chị em lựa ra nha chứ. Chị em lựa ra em chốt luôn cho mấy chế nha. Hiện tại nó nãy cũng lộn xộn cho ai nè mà em không biết nha. Lúc mà chị kêu nó đó. Thu Thủy á. Nhà bán chín luôn không? À Thu Thủy á. Ờ cái đó bị chín. Lấy cái Thu Thủy chưa? Chưa. Nè cục tài dục ra nó lấy lộn xộn đó. Rồi còn Thu Thủy nói chị cũ mà kìa, là lấy cái gì cho chị, lấy cho chị đi. Rồi cái đằng rồi đó. Đúng rồi đúng không? Tại nãy em không biết mà. Dạ dạ ok em. Mình tiếp á. Ủa phải. Phải không? Đúng rồi. Rồi cục này lộn xộn chứ. Thái lộn xộn nè. Số 3. Số 3, số 3 nha. Chế nào lấy cục này comment số 3 giùm em nè, lộn xộn. Chở tới chỗ đó cái đẹp còn đồ nè, không lộn cũng chè. Lộn xộn. Lộn xộn số 3. Mà không biết la lên nữa, thằng nó hiền ghê luôn. Số 3, số 3. Nhìn mặt mà nó. Ừ, nó hiền, nhìn mặt nó hiền thấy tội. Em xỉu. Ổng rồi. Ngồi đợi tao không nói gì hết, ngồi đợi gì hết. Không nói năng gì hết. Chắc là định đợi tới chiều quá. Nghe tiếng xe chạy tới lâu rồi. Số 3 thì chết, số 3 cục đó lộn xộn đẹp á chết. Chế lấy cục đây. Tiền nhiều. Tiền mày đây. Cái tiền mày ấy. Số 5. Số 5, số 5 ba con gấu hay cưng này chơi. Phối quần nha. Số 5, số 5. Như lộn xộn mà. Không, có thích chỗ này. Chị xem lại đầm. Đầm mình còn muốn. Còn kìa. Được 3 bộ khác nè, còn nhiêu là mẫu con gấu đó không nè. Gấu. Đầm đây chơi 79k, nhiều mẫu nha. Ủa nhiều hình chứ. Nhiều hình này chơi. 5 3 bộ gấu. 7979. Lưng đổ 3 bộ gấu. 79k chứ ơi, nhiều hình. Là le hình luôn. Có 79k. Đầm anh gọi xịn này chơi. Đó. Có con gấu nữa. Sau lưng nó sọc gì nữa kìa. Sau lưng kìa. Sọc nô nữa kìa. Xuân Thị số 5. 5. Là cái số 5 lặn gấu á Linh. Còn 3 bộ. Cái đó dơ lên coi chị lấy luôn không. Với lại có 3 bộ khác này chơi. 3 bộ 3 mẫu luôn nè. Chơi lấy luôn không chơi. Lấy ok dùm em luôn nha. Rồi Thu Thủy con gấu đó ở trọng còn không. Gấu trọng có không cho Thu Thủy chục chứ. Gấu thì dơ lên kìa em. Ê này chế đầm lấy được nhiều mẫu gì nè. Đó nó có mẫu này nữa nè. Rồi ai lấy đầm á thì comment đầm giùm em. Cái này có hồ có Xuân Thị luôn đó chị. Hả? Chị Xuân Thị. Chị Xuân Thị em có thêm 3 bộ kia kìa. Chị Xuân Thị có ok không? Hay là chị Xuân Thị lấy gấu thôi. Chị Xuân Thị ơi. Cái này chắc chắn là chế mình thích lấy nè. À không phải. Chị Xuân Thị là 5 đầm satin á. Vậy là Thu Thủy là em là lấy đầm luôn đúng không Thu Thủy? Em báo lại giùm chế Phương Thủy ơi. Cho chị cái kia chứ. Cái này. Đừng đó đâu. 1, 2, 3 nè. Nè, đây nè. Kim đại dục ra hiên. Đây nè. Con hình gấu. Số 7 chứ ơi. Số 7, số 7 con gấu nè. Một chục đủ mà. Rồi con gấu này dễ thương nha. À, số 7. Chế Xuân Thì là có lấy bộ không chế Xuân Thì? Chế Xuân Thì lấy đầm satin thôi đúng không? Cái bộ gấu hồi nãy chế có lấy không? Số 7 chứ ơi, chứ lấy cái mẫu con gấu này cho số 7 giùm em. Là 79k. Rồi Thu Thủy em lấy số 5 hồi nãy là em lấy bộ hay là em lấy đầm Thu Thủy? Bị lộn phút đó gái ơi. Số 7, số 7. Đủ màu này chết. Con gấu. Đó, cái cơn á, số 7. Chị coi mẫu ban gấu. Ban gấu rồi. 5 set gấu 79 nữa. À à rồi con gấu ban gấu em hết rồi.
Được có 3 con rồi nha chứ Xuân Thùy. Chứ Xuân Thùy 3 con gấu. Ôi nếu mà nó nhiều hình vậy hãy đáng lý là mình like hình. Chị tưởng là nó còn lộn xộn. Em lấy 3 bộ gấu á, cái gấu đó chết hết rồi, chứ còn gấu kia kìa được con gái. Nè con gấu này nãy mới vô lên này chơi, số 7 nè, chứ lấy mỗi này con bánh số 7 giùm em, mình chụp đủ màu. Tài cái thái thối 80 á Tài, biết không? Biết cái thái lộn xộn thối 80 à. Sáng giờ là kêu lấy cái đó đó. Cái này vậy? Ừ. Số 5. Số 5, số 5, chứ lấy mỗi này con bánh số 5 giùm em. Số 5, số 5. Chụp đủ màu. Số 5, số 5. Số 5 chưa? Rồi, ra đi. Nói nha, thôi quẹt đi Tài.
cái gì khô khô quẹt quẹt đi dễ ăn ta. Khô quẹt canh chua hết. Mới là mua nước mỡ gì làm nước mỡ. 80 80. Ơi này chua hết nè. Mua hai con lát thôi. Canh chua hết ông nội. Ờ thôi ghê lắm tao ơi. Mẹ ăn mình nó tao thấy là tao ớn rồi đó. 80 á, trái cục nó đẹp kìa. Khô quẹt đi. Ờ. Ôi, cho trọng lấy cho món đổ rồi. Cái ấu quậy quậy. Để cho mày ăn á. Cái quẹt đó ông nội. Cái quẹt đâu có đùi thái lộn. Đùi xịn 79 ba. Đùi thái lộn trộn chứ lưng đổ là cái nãy rồi. Ừ, cái cục nãy rồi. Không sai bộ được vô. Số 1 79k. Đùi Latin xịn nha. Số 1 79. 79 cái nào lấy comment số 1 giùm em, một màu luôn. Làm đơn giản nhưng mà nó ngon. Để hồi lấy cái nước mắm chân tường nó ăn. Đây cái chảo đi quậy kìa. Bắt lên quậy rồi thêm miếng màu ngọt luôn. Rồi sao có quạt cái gì nữa? Một lần đổ ba. Nè. Số 2 cái này thiêu này chết. Đùi. Ủa đùi không to nè. Số 2 đổ 3 bộ. Chị Thu Xuân. Em còn được 4 bộ à. Chị Xuân Thủy lấy giùm em luôn nha. Chị Xuân Thủy. À cái bộ này hả. Cái 79 này mỗi em còn 4 bộ thôi. Số 2 chế lấy cục này của mình số 2 Thu Thủy 10. Rồi nhiều mẫu lắm nha. Cho vài cục ha tài. Ê cái đùi đó còn không tài? Đùi nào? Cái đùi mì dục đó, mấy cái đùi đó nè. Chẳng có nhớ cho còn đò còn nè. Đùi nào? Nó dục mà nó không biết đùi nào, ta cũng không biết đùi nó chỉ luôn. Mày chết, ít khỏi gì đó được không? Có cái bệnh hả? Mày mới chết á. Số 2 dịch của học số 2 Thu Thủy trước rồi mọi người. Số 2 Thu Thủy trước rồi. Đợi cục sau giúp em nha. Ôi ba lỗ nè, dễ thương lắm mày chết. Số 5 cho lấy mẫu này cho mấy số 5 giùm em. Ờ đùi nè. Số 5 Số 5 cục này số 5 đẹp lắm này chứ ơi. Số 5 cái đấy. Ra đây nè. Ra đây nè. Số 5 cái này còn nè cha ơi. Nó còn mà. Rồi cái này gọi luôn rồi, tên đùi phong to nha em. Cái mẫu này rồi đừng lấy. Ai biết mày kêu tôi gom ra mà. Ai kêu mày gom, tôi kêu mày dục cái mẫu đó hết rồi đúng không? Còn mẫu này nữa đúng không? Số 5, cục này số 5 đúng không? Đúng rồi. Ý là mẫu mới á, hiểu không? Cái mẫu kia là like rồi, có còn mẫu nào thì dục mẫu đó, hiểu không? Số 6 Số 6, 79k con mèo này chơi. Số 6 giật nó xuống đá bởi con hồng. Số 6 cái lấy mỗi này của mình số 6 giùm em. Dạ dạ cao mấy đứa ơi. Số 6 chứ lưng đổ. Lấy 3 cho chứ lưng đổ. Nè nó dục đó nè. Cái này rồi hết rồi. Không kì cung. Ê này chứ còn được 3 bộ con gấu nữa nè. 79k. Số 5 số 5 nè nha chế. 79k số 5. 4 bộ chứ, 4 bộ màu đen thôi. Số 1 ngố chứ ơi, 80k lộn xộn nha. Số 1 số 1 chết. 80 chứ lấy con số 1 giùm em. Chín chết.
79 nha. Cái nào lấy mẫu này con mình số 79 giùm em nè. 79k. Cái bộ váy á từ. Cái bộ váy nào ông lấy cho vô cho Thu Thủy coi chứ. 79. Hình chữ á. Trời ơi lấy một cái thôi. Bộp tai. Màu đen nữa. Xanh kìa, nó không có trá lai. Ừ, màu đen lai nó trá lắm. Đùi còn không em? Dạ còn chết. Dior này chết. Dior 79k. Số 3. Số 5. 65k chết. Xét váy này chết. Số 5. Một chục đủ mà chết lấy con số 5 dùm em. Số 5. Sao đâu tự nhiên kìa. Sáng chết. Ăn chưa? Rồi. Em ăn ngán luôn. Chị lên đói luôn. Thì nhà này ghét nó làm sao. Số 3 hạt giấy 3 bộ. Số 3 là nào nè? Xe đi do. Cái này số 5. Số 5. Dior chứ mình tiết đủ màu. Ủa Dior nó có màu rồi chứ mình tiết ơi. Dior có vô đây hỏi này. Dior nó có một màu à chứ ơi. Hạt giấy được hai bộ chứ mình tiếp bộ đi o với bộ nay nha chứ. Số 8. 79k. Ok chết. Nhà cái bộ con gấu này đẹp nè chứ mình tiếp. Gấu xinh quá nè, gấu xinh được mấy bộ. Đây con gấu này chứ lấy con gấu của mình gấu giùm em đi. 79k luôn này chứ. Con gấu. Chứ lấy gấu của mình gấu nha. Đồ này không gì nữa kìa. Bé bông hoang. Gấu năm bộ đủ mặt. Chớ ơi nó có một màu rồi chứ mình tiếc ơi. Thằng này em có một màu thôi à. Gấu em được 4 bộ. Một màu này thôi chứ lấy nhiêu bộ. Số 6 ngố 80k. Số 6 nha. Thêm một gấu. Em còn có 2 gấu rồi chứ hạt giấy lượm giùm em luôn đi chứ yêu dấu. Số 6. Chứ lấy cho mình số 6 giùm em. Số 6 ba có đen. Số 6 cục này lộn xộn quá. Chứ ơi, cục lộn xộn chứ luôn đổ ơi. Nè cái đen này phối đẹp lắm nè. Đen này phối quần luôn á. Bỏ ra. Nó phối quần vậy chứ. Cục này lộn xộn nó chứ. Số 6 chứ luôn đổi lấy cục này không chứ. Báo giùm em nha để em biết em đưa người sau á chứ. Tại vì chứ luôn đổ báo trước á. Số 8 đùi chứ ơi. Đùi nha, cục này lộn xộn. Dạ, em để người sau nha chứ. Tại vì nó cục lộn xộn, em để Thu Thủy. Số 8 Số 8 đùi này chứ ơi.
rồi chứ lông đỏ. Số 5, số 5. Cho lấy comment số 5 giùm em nha. Số 5 79 nha. Một mẫu này chứ. 79 79. Comment số 4 giùm em đi. Số 4, số 4. Số 4 nha, 79k. 79k số 4 này chơi. Được 2 cái. Thái dài còn không chị? Thái dài mình còn không ta? Thái dài hả? Số 5 hoặc cái 3. Thái dài nhớ nhớ mình còn cục chữ. Số 4 chơi, đậm số 4. 79k. Số 1, số 1. Cái lấy mẫu này cũng số 1 nè. Vô coi cái thái dạy hay là coi cái gì trong cái lô này cũng được mà tự đưa ra chị lên cái mẫu này. Gấu này comment số 2 giùm em nha. Một màu. Một màu 79k. Ủa lộn lộn lộn, đủ màu chứ. Đủ màu 79k. Số 1. Anh sẽ bắt đưa lại cho mình một chưa đây. Đâu? Ở đây vậy? Rồi. Cái này kêu đi. Bộ 69k chơi. 69, 69. Bộ là bao nhiêu bộ? 48 á. Nhưng bộ chị có đưa lại 48 bộ màu á, em có trừ cho chị chưa? 69k này chơi. 69, 69. Bộ dài 69k. Cho Thu Thủy. Tường ơi, cái này trong nó còn màu không? 1 2 lai sỉ, dạ em lai sỉ. Em không bắn lẻ. Ở đây được 4 màu. Được 4 màu rồi hả? Cho chị thêm ra đi. Thu Thủy ơi, được 4 màu rồi nha gái yêu ơi. Số 5, 5 màu. 5 màu. Số 5 lấy 10 luôn nha. Số 5, số 5. Được 5 màu á Hương Thủy. Em lấy 10 luôn được không? Khác nha, cái mẫu này nè, mẫu bèo này nè. Hết rồi. Vậy là hết rồi hả? Thôi vậy là chứ lấy cho em 5 bộ thôi nha Hương Thủy. Nó hết màu rồi. Số 5, số 5. Chứ lấy em 5 bộ nha. Số 5 69k luôn. 69, 69 số 5 nha. Chơi Minh Tuyết được 3 bộ nha. Chơi Minh Tuyết em hết rồi. Số 5 đủ màu cho Thu Thủy. Tường ơi, cái này trong nó còn màu không Tường? Nè nè nè. Đó nó heo cái này nè. Ừ. À 1 2 3. Số 8 chơi. Số 8, số 8. 4. Ở cái này đẹp này chứ.
được 5 màu. Số 3. Chọn sỉ, chọn sỉ được nha Thu Thủy ơi, em cọc 500k vô tài khoản rồi em mới được lựa hàng nha. Ở bên chế chốt bill xong em chuyển hết bill chứ mới đi hàng nha gái yêu. Số 8, số 8. Số 8 Thu Thủy 5. Về chị nhớ có màu hồng á. Cái đây á, nếu có màu hồng nữa. Tôi có không? Hay là hết rồi. Cho chị bịch chứ lên. Bịch ha. Đúng. Một màu, hai màu. Còn màu không? Số 8 này chớ ơi, số 8 nha, Mickey đủ màu luôn. Số 8, số 8. Hết màu rồi hả Tường? Hết màu hả? Số 8, số 8. Hết màu rồi Thu Thủy ơi, chứ lấy cho em 3 xanh 1 vàng nha. Nè cái cổ này được nè chị. Rồi, lần trước quay lại. Được 3 màu, 5 bộ 3 màu nha em. 5 bộ 3 màu. Chị có bộ đùi cô tông hoặc hình thú thái không? Có nha Thu Thủy. Có nha. Có lửng, có ngố nữa. Có đùi, có ngố luôn. Số 2 chế. Số 2, số 2 chế. Lấy món này của mình số 2 gì nè. Đủ màu luôn. Số 2, số 2. Bất kỳ đủ màu. Này ngọt, ừ. Khó chung rồi nha.
lần 50 bộ. Ừ. 45k chế 10 đủ màu. Lụa nè, 45k phơm to chế có túi luôn nha. 45 10 đủ màu nè, phơm bự nè. Túi áo túi quần đều. Túi áo túi quần luôn, phơm to chế. 10 nhiều hình nhiều màu luôn. 45. Cũng cho lưng đổ rồi. Chị thường like vào 9 giờ sáng. Một tuần chị like thường là 2 đến 3 like. Ai cọc rồi thì khi nào trước khi like thì chị sẽ thông báo nha. Tại vì dạo này hàng hóa nó không được ổn định cho nên là không có like chính xác theo ngày. Rồi. Bộ chết. Số 6. 45 cho Thu Thủy 10. Cho cục bò nãy. Cái này hả? À, cái này 59. Số 6 59k chứ. 59 phối quần đen nha. 59k nè. Khi nào lấy con số 59 giùm em. 59. Như mẫu này mình chưa. Em có đây rồi. Ba bộ cho Thu Thủy. Có màu luôn á đấy. Cho cái màu vàng cho lên màu này khác không? Ủa sao? Nó cũng màu vàng nè. Như nãy 59 luôn kìa. 59k này chết. 59 nha. 59k một màu xanh chết. Đuổi. Cái này đuổi á. Ở cái hàng này đẹp nha chết. 59k. 59 một màu xanh. Rồi 25k. 25. 59 năm cho Thu Trang. 25. Cho thêm 4 cái này mờ 4 bộ nó. Bảy. Áo 25k một cục đủ hình chứ. Cái này cục màu xanh hồi nãy á. Mình chơi luôn nè, 59k. 59 luôn chết. Kêu 4 bộ nữa thì thảy một cột. Đằng sau có cái kéo nha. Nó muốn dẹp. Kêu nhiều. 59 luôn chết. Đằng sau có cái hung một màu xanh luôn. Vô. Một màu xanh nha. Vô nó còn hấp màu lên theo luôn chứ. 59. 5. Chứ lấy em cò gái yêu. Cái mẫu màu xanh đuổi nè đúng không? Chế lấy mẫu này của mình số 1 giùm em nha. Số 1, 59k luôn, số 1. Một bộ là được. Phải một bộ thôi. Nhiều, nó luôn hay chị? Cái đó hả? Cái đó sale 50. 50k chứ ơi, cái này sale 50k nha. Tại nó có một màu hồng á. Cái này được hai bộ xanh nè. 50k. 50.
50k luôn chứ ơi. Alo, nghe Trang ơi. 50. Em muốn coi cái gì nè? Cổng đầy đó, sao mà không biết được. Nhìn đi, có gì lấy cái đó. Cái gì chưa like là lấy. Cái gì chưa like là lấy cái đó. Số 5. Chứ lấy mẫu này cũng có số 5 giùm em. Số 5. 59k luôn. Tường trong cái bịch ngay đây nè Tường. Hả? Nguyên bịch ngay đây luôn nè. Đó. Đen đen nó là cái gì? Đen đen cái gì nãy nè. Bét á hả? Đúng rồi. Còn như đó hả? Áo sơ mi chứ ơi. Không thấy em luôn. Không chốt, chốt gọn ơi. Chốt trong 5 bộ rồi. Sao có ít ca? Có, 55. 55k. 55, 55 chứ ơi. 55k em còn được mấy cái này chứ. Cho mi 55k. Còn mấy bộ đó hả Linh? Còn 45k chứ ơi. 45 nha. Còn sao có dây kéo chứ. Kéo dài lắm luôn nha. 45k màu. Một màu. Một màu dài 45 này chứ. 45 nha. Còn sao có dây không quần. Rồi. Ra dục đây cho chị đi. Nè cổng này đó. Bếp này chứ 49k. 49 chứ nào cho lấy không chứ. 49k nha. Một màu đen. Một màu đen 49. Tường ơi, mày đi kiếm hàng đi, mày đừng ngồi mày xếp. Tường ơi. Luôn 59 59k. Nha. Cho Thu Trang. Cái này còn màu không Tường ơi? Có màu đỏ màu vàng rồi. Ừ. Mệt rồi nè. Rất này nè. Cái mẫu khác mọi ơi. Đưa đây. Khác mẫu lấy mẫu. Mẫu đó bao nhiêu nào vậy? Mẫu kính tiên. Mẫu con nhỏ màu xanh với vàng. Nó có màu vàng với màu đỏ rồi. Có vàng.
vàng với đỏ này nè. Số 8 chứ, 72k luôn, số 8 nha. Tại sao có dây kéo? Số 8, số 8. Có màu nu màu đen nữa đó. Hà My em không bán lẻ. 72 trang 10 cho số tài khoản số 8, số 8, em inbox cho chế đi Hà My. Em inbox đi chứ gửi số tài khoản qua cho em cọc. Số 8, số 8. Hết thôi. Số 8 chế. Mango dài này chớ ơi. Không em ơi. Không bé ơi, bé sập đi rồi. Xong rồi bé lấy hàng nha bé ơi. Đâu rồi? Ủa màu đâu rồi? Còn đen nữa đâu? Hết rồi. Hết rồi hả? Vậy được 3 màu hả? Vậy được 3 màu đúng không? Một hồi lồi đen ra là tao bắt mày mặc nha. Mày mặc mày đi vòng xóm cho tao. Bộ dài mango dài này chứ ơi, 59k, 5959 luôn nha. Quần jean à em, quần jean cả, có quần jean gì cho chị Xuân Thùy coi đó. Cho chị Xuân Thùy cái 72 nè, còn cái số 8, số 8 là cho chị 3 cái nữa. Giá riêng bình thường chứ 89 hai riêng le cho chế Xuân Thùy, còn được 42 riêng luôn. Ủa lấy 2 ghi mà đây ghi nữa là sao? Là một mẫu á hả? Là một mẫu hay gì mà thảy qua luôn là sao lên? Rồi hết rồi. Một mẫu hả? Đá rồi. Em 85 tin rồi á chị. 85 chứ. Quần 85k nè, một ghi cũng có 3 size luôn, SML. Rồi gửi cho Hà My rồi đó. Quần này ống suông nha chứ, 85k. Còn có mã hay gì nè? 527 gì đó. Chừng có phải quần le đâu cha nội. Vừa lấy mẫu ở đây nè. Cha giục con hai cái nè, cha lụm hai cái này lên đi cha. Không ra luôn. Cha đưa con ghi đi chứ điêu gì đưa có hai cái. Mẹ này cái còn đưa ghi thì không đưa ghi, còn cái thì cần lấy một cái thôi thì nó đưa luôn 50 cái. 85 hai riêng xuân. Nè, đi cái này. Cái này. Tập cái này. 385. 385. Đây 85k luôn này chơi. Số 3. Số 3, số 3 nha. Cái này cũng suông luôn nha. Số 3.
Số 2 chế. Ồ cái đó lên form đẹp lắm đó chế. Số 2, số 2. Cho chế thấy nó có độ giãn. Số 2, số 2. Số 3 1 ri. Rồi nhận được cọc của Hà My. 85k luôn chế. Số 3 Xuân Thùy 1 ri. Áo chứ ơi 25k. 25 nha, một màu. Số 2 Xuân Thùy 1 ri. Nhận được rồi Hà My ơi, nhận được cọc rồi nha Hà My. Lấy 2 mẫu 72 á, lấy mỗi mẫu 10 cho Hà My. 2 mẫu xếp 72 á. Cái xếp này nè. 2 mẫu xếp. Đủ màu. Alo nghe gái. 2 mẫu. Để coi tự nhiên lại chưa thấy. Hả? Ừ, có 2 mẫu gì đó, mẫu 2, 10. Lấy mỗi mẫu 10. 25k chế đằng sau nè. Một màu. 25. Em được 2 mẫu nha. Đơn hàng ít nhất là 40 đến 50 cái là được xỉ nha người ơi. Bên em là chuyển hết bill em mới đi hàng nha mọi người. Cọc chỉ để là lấy hàng ở trên line thôi. Còn chuyển hết bill mới đi hàng. Cái này là mẫu khác hay hả Linh? Hay mẫu đó đúng không? Mẫu này tay bút hả? Ừ. Với lại một mẫu bánh tiên nữa. Cái này là mẫu này chưa. Không, mẫu này chưa like. Mẫu này chưa like. Không, mẫu này like rồi. Mà nó đây nè. Là hồi nãy giờ lấy cho chị Xuân Thùy đó đúng không? Ừ. Cái mẫu đó chưa like. Mẫu này thì chưa vậy. Like mẫu này đi, chị đã coi mẫu này đâu. Alo. Mẫu bánh tiên nè. Đó. Chị đang bán. Đấy, 20 đó hả? Lên. Xong lấy đủ màu mày lấy thì nó có vậy thôi đó, hả? Vậy rồi, đó. Rồi cho trang thêm cái vàng thì cái hồng gì vô đi chứ đỏ không gì tường. Là Hà My nè. Hà My 2 kiểu là mỗi kiểu 10 nè. Ờ nó đi gì hả? Ừ nó đi vậy đó. Ghê không? Ông nó cái cũng khổng lồ lắm hả? Ừ. Đây nè, mẫu này nữa này giới số 5. Ok. Số 5, số 5, 72k. Chưa lên. Nè. Đen đó. Rồi có nu nữa nè. Mày thay một bộ đen ra mày đi vô mày thay cái liền cho tao. Em nhớ là nó có đen. Ủa chọn vô chế. Áo 25, mẫu 72 còn mẫu nào nữa cho Xuân Thùy, cho Hà My coi. Đây này chế, con mẫu này nè. Áo 25 hình hồi nãy 5 cái. Nó có một màu trắng đó nha chế, mẫu đó nó có một màu trắng đúng không? Một màu trắng, hai mẫu em được hai mẫu nha. Chế lấy mẫu. Trời đất ơi, hay ghê quá vậy. Không, chỉ mưa cho nội ơi. Mưa cái đầu. Mưa đâu nó đó. Nó đi gì hả? Ừ, nó đó. Nó đi trời gần không chứ? Cái đầu nữa. Số 5 Hà My 10. Nè. Cái cục đó đủ 10 đó. Chứ lấy mẫu nào chứ? Chứ lấy mẫu này có mấy số 1. Còn cho cái cục này đủ 10 đi Tường. Đủ 10, 10 đủ màu. Mẫu 3 cô gái, mẫu 3 lá canh á. Cho chị 72 đen cánh tiên 2. Cái mẫu hồi nãy mà nó có đen á, coi còn đen không, cho chị Xuân Thùy cái đen với cái mẫu cánh tiên mà nãy mày nói không có đen á. Cắn nhau với nhau chạy rầm trời. Cái này chế cho lấy cái mẫu áo 25k mẫu nào vậy? Đây cho lấy mẫu này comment số 2 giùm em. Số 2. Cho lấy mẫu này comment số 1 giùm em nha. Đó, số 1. Số 1, số 2 một màu trắng hết luôn nha chế. Mẫu có hình gì đó 5 cái. Đó em vô đó số 1 hoặc là số 2. Đây. Rồi cho chị Xuân Thùy bộ đây nè. Nè số 1 nè. Cái con ma này là số 1. Quảng cáo ghê không? Chứ giờ cái này là số 2. Ủa, bằng giống mẹ chứ không? Một chục. Một chục nha. Mày lấy một chục nha. Ba cô gái nè mọi. Ba màu à. Đây nè chung đó. Miễn sao là đủ một chục là được. Tường này thiệt á. Là số 1 đó. Số 1 là này nè. 5 cái. Tường lấy họ vô lấy 4 cái này nữa. Ok. Con ma nó chơi. Đồ. Đồ gì vậy? Đùi hả? Lũng á. Ủa đùi.
đôi. 49k. 45. 45k chứ ơi, đùi 45k. Đùi dây lụa 45k này chứ. Con to nha. 45 45. Giờ đi vô đi. Đủ cái gì? Trời ơi á. Trong bịch còn cho chị mớ bịch ai. 45 45 này chứ. Cục. Đùi lụa 45. Nó đang khiêu vũ quá chảnh á. Rồi đá chị á. Còn vàng không? Vàng. Cái này vàng nhiều không? Hả? Nhiều à. Hết rồi. Hết rồi hả? Hết cái bộ đó rồi, còn cái tiền chứ à. Đấy còn cái tiền à. Hà mi. Lụa 45 năm cho Xuân Thùy. Lấy chị bốn cái áo kia nữa nha. Không, chứ đắt không? 48k chứ. 48k, 48k em được số 1 với lại số 2. Đủ màu luôn nha. 48, 48 nè. Bộ lửng 48k. Cho mấy bộ dây lụa đổ trong trọng mấy hàng 40 á. Ở trên kệ đó, cái thằng dây lụa đồ đó. Áo có hình con gì đó nha. Con ma. Con ma. Con ma này hả? Ừ, tao thích con đó. Con này đúng không chế? Phải con này không? Đúng rồi. Cho bốn cái con đó đi. Bốn con ma Tường ơi. Con ma hả? Ừ. Con ma con nào? Con nào mà giống mày? Cái con nào mà giống mày? Thì mày lấy cái con đó ra. Mà nó giống mày Tường ơi, thương nhất mà nó. Mày coi cái con nào mà giống mày á, mày lấy ra cho tao. Con này là con ma đó hả? Mày bàn người ta con ma. Cái gì? Đại bàn của nó đó, ý của nó giống đại bàn. Ừ, chứ tao thì tao nhìn ra con ma đó. Còn mày thì mấy. Mày giống đại bàn. Nó đang nhìn nó thấy giống đại bàn quá không? Nhưng mà thực tế tao nhìn ra con ma. Rồi, đùi lụa này chứ ơi, 49k. Ủa 45k, 45 này chứ. 45, 45 nha. Đùi lụa con to 45k. 25. 45, 45 chơi. Nghĩ nó nghĩ. Chịu không nổi nhà này đi. 45, 45. Cho mấy cái đùi mà 40 coi. Đùi dây rồi á. Không biết cái đùi 40 nó ở nào luôn. Gucci có. Tao với mày mới bán hôm qua xong đó. Trời, nó nói khỏi. Vô mà đá cũng không cái đâu. Đùi chứ ơi, 45k. Đùi. Đùi ghen 45k nha. Một chục đủ màu chứ. 45, 45. Mày hại đó không à. 45k. Máy vô hỏi tao chứ. Ai kêu mày trả lời chứ. 45 chứ ơi. Rồi đùi 40 được hai màu nha chế, màu hồng với lại màu đen. Màu hồng màu đen nha. Được hai màu 40k. 40 40.
40k. Alo mọi người chạy đi đâu hết rồi? Chạy đi đâu hết rồi? Ông chạy ra là chị lấy. Cái này nó ngốc nè. Rồi ông nội con lai rồi là con giục ngay đó đó ông nội. Đây rồi, đây rồi. Là chị lấy cái này không đấy hả? Không. Đừng mà quá chịu. Còn gì nữa ông Tường ơi? Còn nhóc chân, còn em thấy một đống này nè. Đúng chân đây nè. Mẹ ơi, giờ gì. Rồi, số 3, cho đến mẫu này comment số 3 giùm em một màu vàng. Một màu vàng số 3. Alo, mọi người ơi, có ai muốn coi gì không? Mấy chế em cho coi nè, mấy chế ơi. Số 3, một màu vàng, 40k. Thì còn cái chế nói là tiếp coi gì thôi là cho coi. Cho mi hai còn mẫu nào nữa không? Xếp xếp mình còn mẫu nào nữa không em? 55k. Ừ, coi còn cái nào 55. 55k, tao chỉ mày nè, mày đừng đi kiếm ở đâu lại đây, tao chỉ mày cái này nè. Vàng 3 cho Thu Thủy. Ở đây chỉ này nè. Tao để tao chỉ không chịu nghe. Bàn lấy. Lấy cái này nè. Này. Đúng rồi. Này có hình này nào. Nè. Thôi muốn coi gì không em cho coi nè. Cái gì chị? Muốn coi gì à, cho coi. Cái này có hai cái mà. À, Xuân Thủy. À, dục ở đây. Số 4 nè chế. 40 vàng nè. Số 4. Thu Thủy. Số 4 nha. Thu Thủy 1, 2, 3, 4, 5 cho Thu Thủy vàng hai hình luôn đi. Sao quay mặt qua kia sao thấy chị lên ta? Quay mặt qua kia là gì? Ấy là Linh đó hả? Ý là thấy mặt em hả hay sao? Không biết đâu đang Thư nói gì kìa. Chế thấy hàng không? Thấy mẫu em vô lên không? Còn cái mặt em quay. Chứ thấy hàng là được. Chế thấy hàng là được. Khỏi cần thấy mặt em. Chứ chỉ cần thấy hàng thôi. Cái này lỗi rồi nè. Thằng này nó chắc hồi xuống lại tao đá mày thì chứ. Có cái gì? Này chơi làm nha, 72k số 1 72k. 72 chứ ơi. Pyjama dài không chị? Đó em yêu. Pyjama 40 nha. Phối búp bari này chơi 40k. Ủa, 40k một màu nha. Một màu chế ơi, 40k. Lụa đẹp á mọi người. 40. Vậy đó. Ừ.
nhiều viền khác nhau. Đó, cái gì nè chứ? 25k. Số 4. Cái con mít kỳ đó mình chưa like nè. Mít kỳ dài. Số 4. Chứ nào lấy con mít số 4 giùm em, 40k luôn. 40. Cho chị 10 cái ok chế. Để mình ghi ở đâu ta? Ủa mất tiêu rồi Linh ơi. Kìa cho nó kìa. Không. Sơ mi 59k chế. Số 4 Hà My 5. Được hai màu. Được hai màu nha người đẹp ơi. 59k sơ mi 59 chế ơi. 59 nha. Em được hai màu á. 59. Sơ mi đó mình còn mấy mẫu nữa đó Tường. Số 4 Xuân Thùy 3. Thảy cho chị một cái màu khác chứ. Cái bông gì? Thảy cho chị thêm một cái này màu màu nhạt hơn xíu đi em. À, cái bộ này nè, nó có một cái màu nhạt nhạt hơn xíu. Màu nhạt hơn màu đó. Cái lô 40 đó đó. Sơ mi 4 cái cho Đăng Thư. Rồi cái bông này nè 40k chứ. 3 cái cho Xuân Thùy. Sơ mi được hai màu ha. Hai màu. Cái nào? Cái này phải không? Không phải. Đã nói cái màu này nè. Dạ. Hết màu khác rồi hả? Trời. Hết rồi chơi, nó có màu này nè. Hết hả? Bông này chị chơi. Có một màu, em lấy chứ Xuân Thùy hai cái. Cái chữ H đó, lấy ra cho chị đi, hai màu đi. Cái chữ H sơ mi 59 đúng không? Ừ. 4, 7 cái. 7 cái. 7. Cái này luôn đi. Em được hai cái bông này chứ ơi. 40k hai bộ bông 40. Nó còn mẫu thôi đó. Rồi 59k một màu trắng nha chứ ơi. Một màu trắng. Cái Xuân Thùy cái này em được hai màu, lấy mỗi màu hai cho chế luôn nha, là 4 cái sơ mi nha. Một màu trắng, một màu trắng. 59k. Trắng trơn này chứ ơi, đẹp lắm luôn nha, cái vải đẹp nha. Có áo kiểu hay áo thun cổ. Có cổ không chị? Cháu thun có cổ với em ơi. Số 2. Số 2 có thiêu ngay túi nữa nè chế. Cái này em được hai màu nè. Số 2 59k luôn. Sơ mi trắng 3 cho Xuân Thùy. Trắng trơn hai cái nữa. Hai cái nữa phải không? Ừ. Số 2 lấy 4 trắng. Chị Xuân Thùy sơ mi H có trắng 2. Sơ mi H em lấy chế 2 trắng với lại 2 nu á, chứ Xuân Thùy là 4 cái á. Số 2 lấy 4 trắng và cái này hả? Ừ. 4 trắng chữ S đẹp đúng không? 4 trắng cho Đăng Thư nè. Số 2 theo 3 trắng cho Xuân Thùy, cho thêm 3 cái nữa. Chết còn nu nữa. Chữ hết. Cái nó có màu nu nữa chứ, nó được hai màu nha mấy chế ơi. Nè. Chữ. Rồi bây giờ like cái nu đi. Nãy giờ người ta lấy trắng rồi, giờ lai nu đi, lấy nu rồi thêm nu. Ba cái trắng cho Xuân Thùy nè. Rồi có màu nu nữa nè. Số 3 nè. Comment nu đi. Số 3 nè. Cái nào lấy nu comment nu giùm em, hoặc comment số 3 cũng được. Em được hai màu đó, màu trắng và màu nu nè. Cái nào không lấy thêm màu nu thì lấy, còn mấy chế nãy lấy trắng rồi. Đó em có màu nu nữa đó. Rồi cái này 69 nha chứ ơi. 69. Đó phải cộng dây của người ta đâu. 69k. Em được hai màu nha, màu trắng và màu nu luôn. 69 cái này là cộng dây cộng nơi nha chứ. Đó.
69 69 được hai màu. Cái nào lấy con mình số 69 giùm em. Xe 39. Rồi xe 39k luôn nha. Cái này em được nhiều hình lắm. Được nhiều hình nha. Nhiều hình 39k. Đây này chứ. 39. Cái nào lấy áo này comment số 39 giùm em đi. 39 4 cái cho Đăng Thư. Nó lộn xộn á, Đăng Thư nó lộn xộn màu với lộn xộn kiểu luôn á. Em lấy bao nhiêu cái chứ lấy cho em lộn xộn kiểu. Nó đủ màu đủ kiểu vậy đó. À, Tường ơi, 39k này rút đủ hình đủ màu đi Tường. Áo hả chị? Ờ, 10 cái đủ hình đủ màu nè. Áo cổ á. Áo cổ. Em không bán rẻ nha Tường Nguyễn. Năm cái cho Xuân Thùy. Cho chị thêm 2 cái nữa. Em không bán lẻ chứ ơi. Sáng giờ đầu qua đấy đúng không? Ừ. Còn được ít thôi sale luôn đi. Sale 39. 39k chứ ơi. Đùi dây sale 39k luôn nha. 39 39k. Ok chứ Xuân Thùy chịu không chốt không đâu chứ. Chụp đủ màu chứ 39k. Em không bán lẻ nha chị Tần Nguyễn. 39 dây 5 bộ đi gái yêu. 5 bộ đủ màu. Rồi xong rồi em lấy cho chị nha. Tới giùm em đi chị. Em có bông nữa này chứ. 37k luôn chứ. Đùi dây 37. Cái này một màu. Cái mẫu mà hồi nãy chiếc hạt giấy lấy là mẫu lụa phối với satin. Ủa rồi cái này là của ai quên nè. Đang Thư đúng không? 10 cái áo nè. 39 đúng không Linh? Tường ơi. Dạ.
cho chị thêm hai cái áo một. Ờ cái này được ba màu rồi nè, áo cổ á, áo cổ hai cái rồi. 39k này chế phối ghen nha chế ơi, một chục đủ màu, một chục đủ màu. 39k, 39, 39 phối ghen nha. Đó hai bông cho Đan Thư. Ê ta mày lẻ không Tơ? Lụm cho chị hai cái bông đó luôn ha, hai cái bông xanh kìa. Đó, đó là hai đồng tiền. Thế bông nào? Xanh. Hà My Ren 395. Bông Đan Thư nhiêu lên? 37. Nha thiêu này chế một chục đủ màu, phối quần sọc nha. 7979 cho lấy comment số 79 giùm em. Cho lấy không chứ ơi, chết 72 đằng sau dây kéo nha. 72 đằng sau thì có dây kéo nha. 72 quá chậm. Trời, bà chế 20 quần là 20 quần gì ta? Quần đó đó. À lấy rồi hả? Chưa. Quần ấy á. Quần chị á. Chị trời, không có thấy cái comment của chế luôn vậy, em mới thấy chế 20 quần. Với số 1 chị trước tới giờ mới thấy luôn. Vậy là cái khúc tin like rồi đó. Khúc tin like nữa mà bỏ nhắn tin lên không hay rồi đó. Cái quần chị ấy á. Quần 39 á. Đâu? Không? Không, quần chị ấy á. À vậy hả? Ờ, mẫu chị nè, cái này ai lấy á. Kìa, có cam minh kìa. 72 4 bộ cho Đan Thư. Em mới trả lời mà lúc đó nó nói là rồi con mít kia này chứ ơi, 69k cổ tròn nha, một màu 69k chứ. Con mít kia cổ tròn Latin xịn, cái này Latin xịn nha chứ, 69k. Cái set đó cho Hằng My coi với Hồng trước mặt. Rồi nè. Có bộ kiểu giống vậy nữa không chị? Nhưng mình còn mẫu nào kìa tí ơi. Có mẫu nào vậy chị? Mẫu ba cô gái hả? Không, mẫu một, một cô gái. Mẫu à. 85k chứ ơi. 85 em được hai màu, đằng sau nó chiếu dây nha. 85 em được hai màu, màu nu là màu đen. Màu nu màu đen nha. Đùi răng này chứ. 85k. Được hai màu. Số 6 cái này dây cánh tiên này chết. Số 6 nha, 72k. Số 6 cho lấy con số 6 giùm em. Số 6. Số 6 ăn thôi 4 bộ. Số 6 nào? Còn không? Còn mẫu nữa không? Rồi còn mẫu nữa đâu? Con mẫu cái ba la canh á, ba con á. Đúng rồi.
rồi. Em có 3 mẫu rồi ok. 72k. Và còn đó là còn mẫu cái tiền không à. Chị hết thôi. 72k này chết làm sao có gì kéo nha. Ấy có cái set mô. Ấy cha. Nãy còn nguyên cục mà. Hết rồi. Hết rồi. Set Burberry này. Hết rồi đó. Rồi, này đem vô. Rồi, Tường ơi, đi vô á cho chị cho anh ly nước. Cái nước hả? Chết chứ ơi, 69k nha. Cái này em được 3 màu. Cái mẫu này em được 3 màu nha. 3 màu. Phối quần đen. 69k. 69 được 3 màu nha. Cái nào lấy cái số 69 giùm em nè. Phối Burberry nha. 69. Với lại em có mẫu con gấu này nữa nè. Con gấu này em còn được 2 màu. 69k luôn. Cái lấy gấu của mình gấu. Cái lấy mẫu kia thì cho mình 69 giùm em. Đó, gấu nè. Cái lấy gấu của mình gấu giùm em nha. Không hả? Ừ. Thôi với cái đại. Đùi chứ ơi, 35k. Đùi to nha, đùi không to nha chứ, 35. Chứ lấy comment số 35 giùm em, đùi 35k. Chưa coi cái mẫu áo này chưa? Đây. 69k chứ. Được 2 màu nha, sơ mi. Có cộng dây cộng nơ. Đó. 69. Màu nu với lại màu trắng nha chứ. Cái hàm mi mới chứ, có muốn coi gì thì em cho coi này chứ. Coi em. Chứ đủ đơn luôn, có gì chị em chút đơn. Rồi, 99k chứ ơi.
bộ 99k. Mango hả? Hàng mango chứ ơi. Hàng mango nha, 99k. Cái này em được một màu. Con to này chứ. Vẻ đẹp nha. 99. Cái nào lấy mẫu này cho mình xuống 99 giùm em. Từ từ thôi Tùng ơi. Số 1. Chứ nào lấy mẫu này cho mình số 1 giùm em. 99k luôn, số 1. Số 1 đi chứ. Số 5 chứ lấy mẫu này cũng số 5 giùm em. 99k luôn, số 5. Số 5 nha chứ. Này chứ ơi, 49k. Chục đủ màu nha chứ. 49. Số 8 chứ nào lấy mẫu này cũng số 8 nha. Số 8. Số 2.
rồi. Có. Có chứ. Phong to. Cái này đâu phải đẹp. Phong to hàng đẹp chứ, có dạng á, chứ lấy bao nhiêu bó em nha. Nó đủ màu một chục á. Một chục đủ màu á. Rồi cái này là số 2 này chứ. Số 2, số 2, bộ dài 99k, số 2, hàng manh gồ như chứ, phong to, dễ đẹp. Một màu nha, một màu nè, cái này một màu luôn nè. 99. Số 4, này đằng sau lưng này chứ. Số 4, mình chưa có túi luôn nha. Số 4. Được chứ ơi, lấy đủ màu hết pin rồi, với lại còn được ba người à. Thôi like thêm vài cái số khỏi đi. À. Khoan. Khoan nữa. Khoan né cái màu. Nè chứ ơi, 65k bộ ngố nha. 65k. 65. Thế nào lấy cái số 65 giùm em, Adidas này chứ, khối quần đen nha. 65k. Thấy còn nhiều tao cũng like nó, mày hiểu không? Mà còn hai người á. Cho nó cái này khoan. Hai người em biết nghe chỗ nào. Chị biết chết người không? Thiêu luôn nè. Chị ơi. Nè. Bộ lửng chân lô đó hả? Cái đó đó. 65 đi lên. 65k chết. Chở trên cái cổ nó có thiêu cái con heo nữa này chứ ơi. 65 nha. 65k bộ lỡ nè chết. 65. Cho nó cùng cái 65 này nè. Alo mọi người ơi. Chắc làm cái kia đi chị ơi. Rồi vậy thôi, có gì em xuống nha chứ ơi, có gì chịu cho em chút đơn cho mấy chế nha. Bye bye mọi người.